Xin chào các bạn, mình rất vui khi bạn đang xem video này và ủng hộ kênh của mình. Hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn kiến thức để bảo mật và đảm bảo an toàn cho nick Facebook. Như chúng ta đều biết thì giờ đây, Facebook đã đi sâu vào cuộc sống của mỗi người dân Việt Nam. Gần như ai cũng có một vài tài khoản Facebook, gần gũi với Facebook còn hơn cả với người yêu. Thậm chí có những người làm ăn kinh doanh, kiếm nguồn thu nhập chính cũng trên Facebook nữa. Vậy thì nếu một ngày nào đó, nick Facebook của bạn bị mất thì đó quả là một điều tệ hại rồi. Nhưng mà các bạn yên tâm, sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn những kiến thức giúp bạn giữ nick Facebook luôn được an toàn trước hacker và cả Facebook. Với hacker thì có vô vàn cách hack tài khoản Facebook, có những cách cao siêu thì rất khó để ngăn chặn. Thậm chí Mark Zuckerberg cũng không ngăn nổi. Tuy nhiên các bạn cũng không cần phải lo lắng, để thực hiện những cách hack cao siêu đó thì tốn rất nhiều thời gian và công sức. Mấy ông hacker cỡ đó cũng không rảnh để đùa với mấy tài khoản của các bạn đâu. Vì vậy, mình đã chọn ra 6 cách hack phổ biến và thường dùng nhất để chỉ cho các bạn và đưa ra biện pháp ngăn chặn và đề phòng. Ok, vấn đề hack nick xem như đã xong. Giờ thì phải tìm cách đối phó với Facebook để tránh nó khóa nick, nó yêu cầu xác minh hay thậm chí là xóa hẳn tài khoản. Và mình sẽ chia sẻ với các bạn 4 việc cần phải làm để đối phó với Facebook. Chỉ cần làm đủ những gì mình hướng dẫn, nick của các bạn sẽ rất hiếm bị xác minh. Và nếu có bị xác minh thì vẫn vượt qua dễ dàng. Vậy là đã đủ chiến thuật để chiến đấu với thù trong giặc ngoài rồi. Bây giờ mình bắt đầu nhé. Chúng ta sẽ tìm hiểu phương pháp hack thứ nhất, đó là tạo ra trang web yêu cầu đăng nhập Facebook. Cách hack này nó có hai kiểu. Kiểu thứ nhất là nó làm giả giao diện Facebook, nó khiến bạn nghĩ đó là Facebook thật. Bạn sẽ nhập mật khẩu tên đăng nhập vào và bấm đăng nhập. Và khi bạn bấm đăng nhập thì những cái thông tin về mật khẩu và tài khoản của bạn sẽ được gửi đến cho hacker. Còn kiểu thứ hai là khi bạn tham gia game hoặc ứng dụng gì đó, ví dụ như bói toán linh tinh, tuổi bạn năm nay thế nào, tên bạn có ý nghĩa gì, năm bao nhiêu thì bạn cưới, vân vân. Khi tham gia những cái game này, nó sẽ hiện ra một cửa sổ và yêu cầu bạn đăng nhập Facebook. Nhưng thực ra cái ô mà bạn điền thông tin để đăng nhập đấy, nó cũng là trang Facebook giả. Và những cái thông tin bạn nhập vào cũng sẽ được gửi về cho hacker. Vậy thì để đối phó với cái loại hack đầu tiên này, các bạn chỉ cần lưu ý là không điền thông tin về mật khẩu và tài khoản để đăng nhập Facebook ở bất kỳ trang web hay cửa sổ nào ngoài Facebook. Bởi vì khi các bạn đăng nhập là các bạn đã gửi thông tin về tài khoản và mật khẩu cho hacker. Và bây giờ chúng ta đến với một loại hack thứ hai, đó là yêu cầu dán một đoạn code. Cái kiểu hack này cũng có phần giống cách trên ở chỗ nó thường đan xen vào một trò chơi hay một dịch vụ gì đấy. Ví dụ khi bạn tham gia cái trò xem ai là người vào tường của bạn nhiều nhất, nó sẽ yêu cầu bạn copy đoạn code của nó và dán vào trình duyệt theo hướng dẫn. Và khi bạn dán code như vậy, bạn đã tự tay chèn mã độc vào máy tính của mình. Tùy loại code, hacker có thể theo dõi và đánh cắp thông tin của bạn, trong đó có tài khoản Facebook. Ngoài ra, nó còn có thể theo dõi các hoạt động của bạn trên máy tính và làm những việc khác nữa. Vậy thì để đối phó với cách này, từ nay về sau, nếu mà bạn gặp phải yêu cầu copy code và dán là các bạn dẹp ngay nhé. Và chúng ta cùng đến với kiểu hack thứ ba, đó là lưu mật khẩu trên trình duyệt. Khi bạn đăng nhập vào Facebook trên trình duyệt thì bạn thường sẽ được hỏi là có muốn lưu mật khẩu hay không. Việc lưu mật khẩu thì rất là tiện vì bạn không phải nhập lại mật khẩu ở những lần đăng nhập sau. Nhưng lưu lại mật khẩu trên trình duyệt thì rất dễ bị hack. Ngoài ra, nếu mà được trực tiếp chạm vào máy tính thì một người không biết công nghệ cũng có thể ăn cắp được mật khẩu của bạn dễ như ăn cơm. Bản thân mình cũng từng lấy trộm mật khẩu của người khác theo cách này. Đó là cách số 3. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cách hack thứ 4, đó là theo dõi bàn phím. Theo cách này, hacker sẽ dùng một đoạn mã độc có tác dụng gửi tất cả thông tin
mà bạn nhập vào bàn phím. Bạn nhập cái gì nó sẽ gửi cái đó, và mật khẩu các tài khoản Facebook, Google cũng từ đây mà bị đánh cắp. Các đoạn mã độc thường đến từ USB hoặc các phần mềm không chính thức trên mạng. Vậy phải đối phó với kiểu hack này như thế nào? Thì đối với USB, các bạn hãy cài một phần mềm quét virus trước khi mở dữ liệu trong USB. Như vậy, các đoạn mã độc sẽ được phần mềm quét virus nhận diện và loại bỏ. Còn đối với khi bạn tải phần mềm trên mạng, hãy chọn những trang web uy tín và chính thống của phần mềm đó. Hạn chế dùng các phần mềm bẻ khóa. Và chúng ta tiếp tục đến với cách hack thứ 5, đấy là dò mật khẩu. Với cách này, hacker chỉ cần sử dụng một phần mềm để dò mật khẩu và ngồi đợi kết quả. Vậy thì để đối phó với cách này, các bạn hãy đặt mật khẩu thật khó để phần mềm không dò ra được. Thì đặt như thế nào là khó? Thứ nhất là mật khẩu càng dài thì càng tốt. Thứ hai là không dùng chung mật khẩu cho các tài khoản Zalo, Facebook, Gmail. Thứ ba là trong mật khẩu phải chứa nhiều ký tự đặc biệt, chứa cả chữ hoa và chữ thường, cả số, càng lằng ngoằng thì càng tốt. Và cái hack thứ sáu đấy là hack email. Bởi vì từ email đăng ký tài khoản Facebook, hacker có thể dễ dàng lấy và đổi mật khẩu Facebook của bạn. Vậy thì đừng quá chú trọng vào việc bảo mật Facebook mà quên việc bảo mật email nha các bạn. Ngoài 6 cách hack trên ra thì còn một số trường hợp các bạn hay bị mất tài khoản do đăng nhập trên máy khác và không đăng xuất. Cái này thì quá rõ rồi. Bạn đăng nhập vào máy khác mà quên không đăng xuất thì bao nhiêu bí mật của bạn sẽ bị người ta biết hết. Ok, nếu như các bạn làm đủ các cách trên mà vẫn bị hacker lấy được mật khẩu thì bạn vẫn có thể yên tâm là tài khoản Facebook của bạn vẫn an toàn nếu như bạn đặt mật khẩu cấp 2. Gọi là mật khẩu cấp 2 cho dễ hiểu, chứ thực tế là khi đăng nhập vào nick của bạn ở một thiết bị lạ, Facebook sẽ gửi một mã xác nhận về số điện thoại của bạn. Và vì hacker không thể lấy được mã xác nhận từ điện thoại của bạn nên nó sẽ không thể vào được nick của bạn. Việc cài đặt mật khẩu cấp 2 như thế nào thì các bạn có thể xem hướng dẫn trên Google nhé. Nó rất là đơn giản thôi. Được rồi, vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách đối phó với các hacker. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đối phó với Facebook để nó không yêu cầu xác minh tài khoản. Chúng ta cùng đến với việc thứ nhất bạn cần phải làm để tránh bị khóa mật khẩu. Đó là hạn chế đăng nhập tài khoản ở nhiều thiết bị, nhiều vị trí. Tại sao lại hạn chế đăng nhập ở nhiều thiết bị và nhiều vị trí? Đó là bởi vì mỗi lần bạn đăng nhập ở vị trí khác, một nơi khác hoặc trên một thiết bị khác, Facebook sẽ tự hỏi liệu đây có phải bạn hay kẻ xấu nào đó đang lén lút vào nick của bạn. Và để cho chắc ăn thì Facebook sẽ tạm khóa Facebook của bạn lại và yêu cầu xác minh. Nếu đúng là bạn thì Facebook sẽ mở lại và cho bạn dùng tiếp. Tuy nhiên, đôi khi việc xác minh quá khó, dù bạn đích thị là chủ nhân của nick Facebook đó, nhưng có thể bạn vẫn bị loại ở vòng xác minh và cay đắng nhìn nick của mình bị khóa. Cái này xảy ra rất nhiều. Vậy nên bạn nhớ là hạn chế đăng nhập tài khoản ở nhiều thiết bị, nhiều vị trí nhé. Việc thứ hai phải làm là khai báo các thông tin thật về bản thân. Khi bạn khai báo thông tin thật, Facebook sẽ rất ít khi hỏi thăm bạn vì bạn có uy tín rất nhiều so với lúc bạn để thông tin giả. Thông tin thật bao gồm có họ và tên, email, số điện thoại và các thông tin cá nhân khác. Càng đầy đủ thì độ uy tín của bạn với Facebook càng cao. Khi đã uy tín rồi thì Facebook sẽ không bắt bạn phải xác minh nữa. Mà kể cả khi bạn bị yêu cầu xác minh thì đã có Gmail, số điện thoại thật thì việc xác minh là rất dễ dàng. Bạn sẽ không phải cay đắng nhìn tài khoản của mình ra đảo. Việc phải làm thứ ba đấy là không nên chia sẻ các link trang web lên Facebook. Khi bạn chia sẻ link từ các website, trừ những trang web có từ lâu đời và uy tín như YouTube, báo dân trí, các báo điện tử, Twitter, v.v. thì Facebook rất hay để ý. Nó sợ bạn đang cố tình thực hiện các hành vi quấy rối người dùng Facebook, nội dung bạn đưa lên không tốt đẹp, và đôi khi nó nghĩ nick của bạn đang bị hack
và người hack nick của bạn đang thực hiện các hành vi xấu. Vậy nên chia sẻ link Facebook rất dễ bị hiểu nhầm và yêu cầu xác minh tài khoản. Việc phải làm thứ tư là đừng đăng quá nhiều nội dung giống nhau lên Facebook, đặc biệt là các group. Cũng tương tự như việc chia sẻ link, việc đăng nội dung trùng nhau quá nhiều lần sẽ làm Facebook khó chịu. Đặc biệt là các bạn bán hàng online thường sẽ rất hay đăng một bài vào nhiều nhóm. Việc này Facebook sẽ cho là spam, làm phiền người dùng Facebook khác, hoặc cho là bạn bị hack nick nên sẽ yêu cầu xác minh tài khoản. Vậy nên nếu bán hàng online thì hãy chịu khó chỉnh sửa nội dung đi một chút. Ngày xưa đi thi cô giáo cũng dạy rồi, chép bài thì đừng có chép nguyên văn. Ok, vậy là xong. Nếu làm được 80% những gì mình đã hướng dẫn ở trên, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm rằng tài khoản Facebook của bạn sẽ chung thủy với bạn từ nay cho đến già. Mà nếu như có bị hack đi nữa, thì bạn hãy cảm thấy may mắn vì có hacker rất giỏi đang quan tâm đến bạn. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thấy hay và hữu ích, hãy chia sẻ cho người thân và bạn bè để mọi người cùng giữ được nick an toàn nhé.